Đấy chính là cách để chúng ta có thể quản lý được cái tinh thần của mình lúc nào cũng thoải mái. 7 phần nỗ lực, 3 phần tùy duyên. Ngày mai có ra sao thì cũng chả sao. Không được khuyên ai bỏ ai hay là khuyên ai cưới ai. Đừng có nghĩ là chúng ta khôn hơn người ta. Không khôn hơn đâu. Chúng ta ngu đấy. Tại sao mà hả chia tay mà phải buồn đến như thế? Tu alma está perdida. Ya dejaste de soñar. Chào các bạn, mình là San, còn đây là em Bò. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về việc nâng cấp đời sống cá nhân. Không biết là thời tiết ở Việt Nam dạo gần đây có nóng không các bạn? Thời tiết mùa xuân hè tại Anh Quốc thật là dễ chịu các bạn. Trời nắng rất là đẹp. Đây chính là cái thời tiết lý tưởng nhất với chính bản thân mình. Vậy nên là trong lòng San cũng rất là vui phơi phới để có thể chia sẻ với các bạn một chủ đề rất tuyệt vời ngày hôm nay. Kể cả ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn có đang ổn hay là không ổn đi chăng nữa thì video này cũng sẽ giúp nâng cấp đời sống cá nhân của các bạn. Những điều này nó đã giúp bản thân mình rất nhiều. Chúng ta nên quan tâm đến quần áo ngủ. Chúng ta dành 1/3 cuộc đời để ngủ mà các bạn. Và vậy nên là mỗi khi mình đi ngủ, mình luôn muốn cái cảm giác thoải mái nhất, thơm tho, sạch sẽ và mềm mại nhất. Cái nguyên tắc của mình ý, thì bộ đồ ngủ chỉ dành để ngủ thôi. Nghĩa là mình sẽ không mặc cái bộ đồ cả ngày, mà mình nấu ăn, rồi mình giặt giũ, rồi mình làm đủ thứ với nó và mình mặc nó đi ngủ. Không, mình sẽ luôn có nhiều những bộ đồ ngủ ở nhà để có thể thay đổi. Mặc dù các bạn thấy mình đang mặc một chiếc váy rất xinh, nhưng thực ra ở phía dưới mình đang mặc một chiếc quần ngủ. San nghĩ là khoảng 3-4 năm trước đây, mình có một cái quần đùi rách mà mình vẫn nhớ là mẹ mình rất là hay bôi bác mình, làm xấu mình vì cái quần đấy là cái quần rách. Mà thực sự là nó mặc rất là thoải mái các bạn. Mình rất thích mặc những thứ mà nó thoải mái, nó kiểu mặc như không mặc. Nhưng mà công nhận, nếu như mà mình bị bắt gặp khi mà mặc cái bộ đồ đấy, mình sẽ xấu hổ vô cùng luôn. Nói chung là bây giờ thì không có chuyện đấy đâu. Bây giờ thì mình sẽ mặc những bộ đồ ngủ mà nó cũng phải lịch sự và đẹp cơ. Thương hiệu mà San rất là yêu thích đấy chính là Muji. Họ có những cái bộ đồ mà cái style hơi Nhật Bản, cái style kiểu pyjama rồi đó. Và San thì có một đặc điểm rất là hay, để chính là mình sẽ không thể nào mặc đồ sát nách đi ngủ. Mình sẽ thấy rất là khó chịu, mình không thích. Mình luôn mặc áo có ống tay đi ngủ. Nếu như mà được đầu tư thì bản San vẫn sẽ đầu tư cái bộ đồ ngủ nó tốt, nó thoải mái. Và đồ ngủ là để ngủ, chứ không phải là đồ mặc ra đường xong rồi là về cũng ngủ luôn. San nghĩ rằng là một trong số những điều rất là quan trọng để chúng ta có thể nâng cấp cái hình ảnh, đấy chính là cái cách mà chúng ta ăn mặc. Ví dụ khi mà các bạn ở nhà, các bạn mặc đồ ngủ đi, đôi lúc sẽ có những khi mà bạn bè hay là người ngoài đến chơi chẳng hạn, họ cũng nhìn thấy cách mà bạn ăn mặc ở nhà nó cũng rất là lịch sự, thoải mái. Kiểu vẫn là bạn ấy, chứ không phải là một đứa cù nhăng, cù nhuệ nào khác mà kiểu nhiều khi người ta nhận không ra ấy các bạn. Ví dụ như ở nhà chúng ta không make up đi, nhưng mà chúng ta bôi một chút son giữa nhẹ nhàng, xong chúng ta ăn mặc lịch sự ấy, thì người ta vẫn nhìn ra. Chứ mà kiểu chúng ta nhìn kiểu bơ phờ, xong rồi mặc cái áo nhăn nhăn nhúm nhúm, xong cái quần rách không có được nha, đừng như San. Tiếp theo này, đấy là khi mà mọi thứ nó diễn ra như không theo ý muốn của các bạn ấy, thì các bạn đừng cố gắng để đi tìm cái lý do nha quý vị. Khi mà mọi thứ xảy ra không đúng theo ý bạn, đừng cố gắng tìm lý do và đừng cố gắng đổ lỗi cho bản thân mình. Mà các bạn hãy đi tắm, xong rồi ăn một cái gì đấy, xong rồi đi ngủ. Và có một cái câu thần chú đấy chính là: ngày mai có ra sao thì cũng chả sao. Ok, chúng ta khi mà nhìn lại tất cả mọi thứ, nó cũng chỉ như một trò đùa thôi các bạn. Thật sự luôn, khi mà mình nhìn lại cái khoảng thời gian trước đây cho đến bây giờ, mình thấy ngày xưa mình buồn đến mức như thế, mình đau đớn đến mức như thế, bây giờ nhìn lại nó chỉ thấy là như một trò đùa. Ý là tại sao mà phải làm đến mức đấy? Tại sao mà hả chia tay mà phải buồn đến như thế? Rốt cuộc nhìn lại thì chẳng có gì nó quan trọng đến mức như thế đâu các bạn. Và đúng là khi chúng ta không cố gắng kiểm soát mọi thứ nhá, thì mọi thứ nó sẽ đi theo đúng hướng. Ví dụ vừa rồi thì San cũng có một số những cái khó khăn trong việc làm bài tập nhóm. Lý do là vì những người bạn trong nhóm của mình ấy, thì họ thường chờ đến deadline họ mới làm. Mình thì muốn là mọi thứ cần phải xong trước để còn xem thử sai sót như thế nào.
ra sao đã, rồi còn có sửa này nọ nữa kia. Thì bọn mình cũng có những cái sự khó chịu, và bản thân mình thấy khi mà mọi người lại không làm theo cái quan điểm của mình ấy, thì mình rất là khó chịu. Và mình kiểu khi mà mình cố gắng để cho người khác làm theo ý mình rất là mệt mỏi các bạn. Sau đấy khi mà mình mặc kệ luôn, mình bảo là ôi thôi, lần này nếu như mà hả cái bài này nó tệ thì kệ cho nó tệ luôn, và tôi cũng không quan tâm nữa, bây giờ tôi làm đúng cái trách nhiệm của mình thôi. Và mọi người đây cũng là cái sản phẩm của mọi người, thì mọi người cũng cần phải tự có trách nhiệm và tự quan tâm. Và khi mà mình thả lỏng thế, mình kệ thế, thì mọi thứ nó lại tốt hơn cơ. Ừ, nghĩa là bây giờ mình không quan tâm nữa, tự nhiên người ta lo các bạn. Nghĩa là mình tự nhiên mình không lo, thế là những người khác họ lo. Tự nhiên ô con bé này bây giờ nó không lo nữa kìa, chết rồi. Thế tự nhiên mọi người lại lo, tự nhiên mọi người lại có ý thức hơn. Ừ, xong rồi thì cái bài đấy nộp. Rồi cái bài đấy nộp xong thì lại cái bài đấy là được điểm cao. Có nhiều thứ trong cuộc sống nó như thế các bạn. Nên là mình cứ để mọi thứ nó tự nhiên đi. Ví dụ như crush của bạn, bạn cứ ngồi đấy và mong chờ, mong ngóng là bắt người ta phải theo đuổi mình. Hay là người yêu của bạn, bạn thấy rất là buồn, rất là thất vọng, và tự hỏi tại làm sao mà anh ấy lại không yêu mình như cách mà mình muốn. Kệ đi các bạn, kệ đi. Các bạn cố gắng để biến cái gì đấy thành của mình nên là không được đâu. Cái gì là của bạn thì sẽ là của các bạn. Đấy chính là cách để chúng ta có thể quản lý được cái tinh thần của mình lúc nào cũng thoải mái. Ừ, thoải mái lắm, không mong đợi. Có nhiều thứ không phải là để kiểm soát đâu các bạn. Có nhiều thứ là để trải nghiệm. Các bạn hãy nghĩ rằng tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống này chúng ta đang trải qua là để trải nghiệm thôi. Các bạn hãy quan sát bản thân nha. Mỗi khi mà các bạn cảm thấy mình muốn kiểm soát một tình huống nào đấy, muốn kiểm soát một ai đấy, là các bạn phải ngừng ngay. Ngừng ngay. Ví dụ như các bạn muốn người kia phải yêu mình, người kia phải thương mình, rồi là bạn cố gắng thay đổi mình, đăng story thế này thế kia để cho người ta nhìn thấy và người ta sẽ thương mình hơn, nô phải dừng lại ngay. Lúc đấy dừng lại ngay nhé. Bởi vì là chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát được bất cứ một cái gì hết. Khi mà chúng ta thả lỏng, thả lỏng và không kiểm soát gì cả, thì mọi thứ nó tự đến với các bạn. Nó sẽ tự đến với các bạn một cách rất tự nhiên luôn. Ví dụ như San ngày hôm nay ngồi ở đây với hơn 600.000 bạn follower trên YouTube như thế này. Mình đâu có control các bạn phải follow mình đâu. Mình chỉ đơn giản là chia sẻ những cái điều mình muốn nói, và tự nhiên là các bạn cảm thấy đồng điệu với mình, thế là các bạn follow mình, thế mình cũng thấy các bạn đáng yêu, thế là mình lại tiếp tục làm video. Thế là nó tự nhiên như thế đó. Tình yêu của chúng ta tự nhiên như hơi thở. Tại vì sao lại cứ phải control nhau? Không cần nhá. Tiếp theo là một điều cực kỳ hay, đấy chính là chúng ta nên gặp mọi người ở ngoài đời sống. Thay vì chỉ nhắn tin ở trên mạng, app hẹn hò này kia ấy, hãy gặp mọi người ở ngoài cuộc sống nhiều hơn. Hãy kết nối với nhau nhiều hơn ở ngoài cuộc sống. Gặp con người ở ngoài cuộc sống thật là như thế nào? Chúng ta nên tham gia những cái chương trình, những cái event hay là những cái sở thích, những cái hội nhóm ở ngoài đời thực. Ví dụ như San thì cuối tuần này San sẽ có một cái event rất là hay, đấy chính là vẽ tranh ở một quán cà phê. Ừ, mọi người tổ chức một cái chương trình như thế và chúng ta sẽ đăng ký, không cần trả tiền luôn các bạn, nhưng mà đến đấy thì chúng ta sẽ trả theo tấm lòng của mình thôi. Và ở đó sẽ là tụ tập những người lạ mà họ rất là thích vẽ bất cứ cái gì mọi người có thể vẽ, và sau đấy là chia sẻ cùng với nhau. Bản thân San có thể đặt vé cho mình, hoặc là đặt vé thêm cho người yêu mình, cho bạn bè mình đi cùng nữa. San thấy là cái cuộc sống hiện đại bây giờ thì phần lớn mọi người sẽ dùng điện thoại nhiều hơn, và mọi người nhốt mình ở trong cái căn phòng, mọi người chỉ bấm điện thoại thôi, kiểu vậy. Chắc chắn là chúng ta sẽ có những lúc cần phải ở một mình, đúng là như thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cơ hội được gặp gỡ thì hãy cố gắng gặp nhau ở ngoài đời sống. Bởi vì là cái sự tương tác trực tiếp như thế này ấy, nó kiểu tuyệt vời hơn rất là nhiều so với những gì ở trên màn hình. Tại vì màn hình thì chúng ta hay tưởng tượng, chúng ta hay tưởng tượng về một ai đấy nhiều hơn là những gì thật nhất về họ. Bản thân San cũng thế thôi. Khi mà gặp một ai đấy thì San vẫn cảm thấy là mình có cái sự kết nối nhiều hơn với họ. Thay vì chỉ nhắn tin, thì nhắn tin đôi khi cũng chán đấy các bạn, mà nhắn đi nhắn lại những cái câu đấy thì cũng không có gì nó đặc biệt hơn ấy. Đương nhiên là quan tâm nhau cũng là một điều rất là tốt, nhưng mà San cảm thấy là một lần gặp thì bằng vạn lần nhắn tin. Thì đây cũng là một điều mà để nhắc nhở chúng ta rằng là nếu như mà lâu rồi chúng ta chưa về thăm bố mẹ ông bà thì hãy ghé chút thời gian để về thăm họ. Đôi khi chúng ta dành cái sự quan tâm với người ngoài nhiều quá mà quên mất những người mà đã rất là thân thuộc với mình ấy. Bản thân San thì là một người con sống xa nhà, nhưng mà mỗi khi về quê thì mình đều dành nhiều thời gian bên gia đình.
Kỳ nghỉ xuân vừa rồi San về Việt Nam thì San cũng về nhà, xong rồi về quê thăm ông bà, đi biển. Mình cảm thấy là kết nối giữa con người với con người là một điều gì đấy nó tuyệt vời lắm. Nó đáng yêu lắm và nó giúp mình trở nên đáng yêu hơn. Nó giúp mình có thể chứa chan nhiều tình cảm hơn. Mình nhận được nhiều tình yêu từ mọi người và mình cũng chia sẻ được nhiều tình yêu với họ. Mỗi lần mà mình về với quê hương Hà Tĩnh, dấu yêu của mình là mình rất là biết ơn. Tại vì mọi người luôn rất là welcome mình quay trở về nhà. Mọi người sẽ đưa mình đi ăn những món ăn rất là ngon, đi ăn sáng, đi cà phê, rồi là đi ăn tối, đi biển. Mọi người rất là yêu quý mình và mình rất là yêu quý họ. Bản thân San là một người làm việc ở trên mạng như thế này và xuất hiện như thế này, và San rất là hiểu cái giá trị của sự phát triển công nghệ có thể đưa đến rất là nhiều những công việc mới và đưa đến cho bản thân San rất là nhiều cơ hội cho chúng ta xích lại gần nhau hơn. Nhưng mà San tin rằng là những người ở trong gia đình của bạn, những người ở bên cạnh bạn, chắc chắn họ là những người quan trọng hơn rất nhiều. Bản thân mình trước đây ấy, đã trải qua cái khoảng thời gian một mình rất là dài để có thể xây dựng được cái nội lực ở bên trong mình. Và đấy là cái điều quan trọng nhất nha các bạn. Tại vì nếu như các bạn không ổn thì sẽ chẳng có cái gì ổn hết, và cũng sẽ không có ai có thể hiểu mình bằng mình hết. Và đã có những khoảng thời gian mình cực kỳ cô đơn, cực kỳ mông lung, cực kỳ lạc lõng. Nhưng mà mình ngồi đấy kiên nhẫn với chính mình và mình học cách hiểu mình, gọi là learn how to love yourself. Học cách hiểu mình. Vậy nên là dần dần thì mình cũng gọi là có một cái sự cứng rắn hơn và một khả năng hiểu mình nhất định để mình kiểm soát bản thân tốt hơn. Vậy nên là bây giờ khi mà mình có thể trò chuyện với cả anh trai của mình nữa thì cả hai người như kiểu đang cùng một cái tần số ấy. Còn trước đây là hai anh em là nhiều khi không nói chuyện với nhau đâu các bạn. Về việc quản lý các mối quan hệ ấy, thì có một điều này rất là hay nha. Đấy chính là thường ấy chúng ta sẽ có một phần các mối quan hệ là các bạn sẽ luôn cho những người này lời khuyên, và một bên đấy chính là bạn sẽ luôn nhận lời khuyên từ họ. Thì coi như những người này là những người mà nhiều kinh nghiệm hơn đi, còn những người này là những người ít kinh nghiệm hơn đó. Thì trong cuộc sống của các bạn ấy, các bạn nên có cả hai kiểu người này. Nếu như các bạn chỉ có một trong hai ấy, thì chúng ta nên phát triển các mối quan hệ có cả hai ha. Nếu như bạn có một người bạn nào đấy mà họ có cả hai trong cùng một người ấy, thì thường mối quan hệ đấy sẽ lâu dài. Nghĩa là ví dụ San với cả em bỏ, thỉnh thoảng ấy thì San có thể đưa những cái lời khuyên về cuộc sống, về công việc, về kỷ luật cho em bỏ. Ngược lại thì thỉnh thoảng em bỏ lại đưa đến cho San những lời khuyên liên quan đến cảm xúc, tình yêu, tình cảm. Như vậy á, nghĩa là cả hai đều có những cái thứ mà để học hỏi lẫn nhau ấy, thì đấy mới là một mối quan hệ nó sâu và nó bền trong cùng một người. Thì thường ấy để chọn bạn bè thân thiết hoặc là bạn đời thì San sẽ chọn người như thế. Nghĩa là một người mà mình vừa có thể lắng nghe những cái ý kiến của họ mà mình cũng có thể đưa ra những ý kiến của mình. Còn nếu như các mối quan hệ mà chỉ có một trong hai thì thường là cũng sẽ chơi một cách hợp lý. Bởi vì bản thân San ấy, những người mà cực kỳ thân với mình không có nhiều đâu các bạn, ít lắm. Thực ra thân nhất là gia đình. Còn các mối quan hệ bạn bè thì thường là mình sẽ giữ ở một mối quan hệ hợp lý. Và San nghĩ như thế cũng tốt thôi. Nên là chúng ta không nhất thiết phải quá thân với nhau, chúng ta có thể giữ một mối quan hệ ở cái trạng thái mà tôn trọng và vui vẻ. Bản thân San thì rất là hay là bạn bè mà những cái đứa em nhỏ tuổi thì thường mình sẽ cho họ lời khuyên, còn những người anh chị lớn hơn thì sẽ là họ cho mình những lời khuyên, và mình cảm thấy nó rất là cân bằng, rất là thoải mái. Nhưng mà thực chất thì phần lớn vẫn là bản thân chúng ta là người quyết định những cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống thì vẫn là do mình quyết định thôi. Nhưng mà điều San muốn nói ở đây đấy chính là hãy cho các mối quan hệ xung quanh của chúng ta có cái sự cân bằng như thế. Đối với những người bạn mà họ quá ít tuổi thì chúng ta cũng đừng hy vọng rằng là họ có thể thấu hiểu được tất cả mọi thứ trong cuộc sống và đưa ra những lời khuyên cho mình. Phải có cái sự cân bằng nhất định và có cái sự kỳ vọng nhất định từ mọi người. Không nên kỳ vọng quá nhiều ở những người xung quanh. Mức độ vui vẻ. Nói chung là các mối quan hệ nên giữ ở mức tôn trọng và vui vẻ. Thì chỉ là các bạn hãy nhìn lại mình với các mối quan hệ một chút, là nếu như mà các bạn chỉ có những người mà bạn đưa ra lời khuyên đơn thuần không ấy, thì là bạn cần phải có những mối quan hệ mới nha. Tại vì người ta bảo rằng nếu như bạn giỏi nhất trong một căn phòng ấy thì bạn đang đứng nhầm phòng, bạn đang ngồi nhầm phòng. Ngược lại cũng như thế thôi, nếu như mà bạn kiểu không thể cho ai lời khuyên, bạn cảm giác là mình luôn luôn cần lời khuyên từ người khác, thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cũng nên
xem xét để có thể cân bằng hơn một chút. Không có ai là hơn ai, và luôn luôn có những người họ giỏi hơn bạn ở điểm này, giỏi hơn bạn ở điểm kia. Nhưng nếu như mà xung quanh bạn lại không có ai tốt hơn bạn để bạn có thể học hỏi cả, hoặc là cũng không có ai để bạn có thể chia sẻ lại những cái kinh nghiệm của mình, nghĩ thì đấy là một dấu hiệu để chúng ta có thể mở rộng cái mối này. Tiếp theo là cái quản lý kỳ vọng của bản thân. Nguyên tắc của Sun đấy chính là 7 phần nỗ lực, 3 phần tùy duyên. Đấy, chúng ta có 10 phần thì là nỗ lực cố gắng hết sức mình, đương nhiên rồi, 7 phần thôi. Còn 3 phần thì hãy để mọi thứ nó tùy duyên. Chúng ta không nên nghĩ rằng là tất cả mọi thứ mình làm thì nó sẽ thành công, nó sẽ hoàn hảo. Tất cả những người mà các bạn gặp sẽ mãi mãi thân thiết, không có đâu các bạn. Hãy cứ để tùy duyên như thế, đôi khi nó sẽ lâu dài hơn. Khi mà bản thân chúng ta đặt cái sự kỳ vọng nhiều quá vào cái sự vật sự việc ấy, thì chẳng có gì ngoài thất vọng hết các bạn. Tại vì một khi đã kỳ vọng trên này đúng không, thì nó chỉ có thể là đặt cao hơn kỳ vọng thì các bạn mới không thất vọng. Nhưng mà phần lớn những cái kỳ vọng của chúng ta nó đều là vô tưởng, theo kiểu là em sẽ yêu anh mãi mãi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng mãi mãi đôi khi chỉ là 3 tháng thôi. Đấy là lý do vì sao mà Sun nghĩ rằng là con người ta càng lớn thì người ta sẽ càng thoải mái vô tư hơn đấy. Lý do là vì sao? Là vì người ta cũng không đặt nặng quá nhiều. Bản thân Sun cũng như thế thôi. Bây giờ bạn bè của Sun cho dù có thân thiết cỡ nào đi chăng nữa mà bỗng nhiên người ta không muốn chơi với mình nữa, không muốn nói chuyện với mình nữa, thì mình cũng thôi. Ừ, mình cũng biết làm sao bây giờ, mình tùy duyên. Ừ. Đôi khi cần phải tôn trọng cái quyết định của họ, và mình thì luôn ở đây với chính mình, luôn vững với chính mình, và luôn sẽ có những mối quan hệ mới. Mình luôn open, và mình cũng muốn là mọi người được hạnh phúc và theo mong muốn của họ trong cuộc sống thôi. 7 phần nỗ lực, 3 phần là tùy duyên. Kể cả trong công việc cũng thế thôi, phải nỗ lực cái đã. Mình chưa nỗ lực đến 7 phần là mình vẫn phải nỗ lực để 7 phần đấy nó trọn vẹn. Còn 3 phần tùy duyên là như nào? Là đôi khi có những thứ trong cuộc sống là cũng là phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa các bạn ạ. Thôi cái này hôm sau nó bàn luận kỹ hơn nha, nhưng mà đấy, sẽ nói qua qua như thế trước ha. Cái điều này rất là hay mà Sun muốn gọi là nhắc nhở cả chính mình luôn. Đấy chính là chúng ta cần phải quản lý cái lời nói và cái sự tác động của mình đến người khác, đặc biệt là đến những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống của họ. Không được khuyên ai bỏ ai, hay là khuyên ai cưới ai. Thậm chí là cưới cũng thế, đôi khi chúng ta nhìn thấy anh này, ô anh này tốt đấy, xong rồi khuyên cưới, nhưng mà chắc gì mình đâu có hiểu được vấn đề đâu. Mình thì thế này nhá, nếu như mà không thân lắm ấy thì mình cũng chỉ đưa ra cái lời khuyên nó chung chung thôi. Tuy nhiên nếu như mà thân hơn một chút ấy, thì mình vẫn hay nói thẳng cái cảm xúc của mình. Mình thấy là người kia, mình thấy nhìn rõ luôn là cái người kia không có yêu bạn mình, thì mình sẽ nói luôn bỏ thằng này đi. Bỏ đi, đừng có yêu thằng này. Thằng này tao không chấm đâu, không được đâu. Mà mình phân tích rất là rõ ràng vì sao không được nha. Nhưng mà sau đấy luôn luôn là hai người kia vẫn yêu nhau bình thường. Như vậy đó. Câu chuyện là như này này. Sau này mình lại thấy mình ngu. Mình ngu là vì sao? Cái dại của mỗi người là phải tự lo. Mình nhìn ra được cái dại của họ, và mình chỉ ra cái dại của họ là mình ngu. Họ không muốn biết, họ chỉ muốn mọi thứ nó đúng theo ý họ thôi. Và kể cả như thế nào chăng nữa, họ vẫn muốn chìm trong cái sự dại khờ của mình, thì hãy cứ để họ làm như thế. Mình cứ nghĩ là mình khôn nhưng hóa ra là mình ngu các bạn ạ. Mình rất là ngu luôn. Người trong cuộc người ta không nhìn thấy được đối phương của họ, thì cớ gì mà mình nhìn thấy được? Có thể là qua những điều họ kể mình cảm nhận được điều đấy, nhưng mà chính họ ở trong mối quan hệ đấy họ còn không quyết định rời đi. Vậy thì đấy là việc của họ. Và bây giờ thay vì thế thì mình có thể phân tích, mình có thể phân tích cho họ biết như thế này như thế kia, còn quyết định như thế nào thì đấy là việc của họ. Không được đưa ra những quyết định gì hết. Không được bắt ai bỏ ai hay yêu ai hết. Kệ họ các bạn. Mỗi người phải có cái nghiệp riêng của họ phải trả. Đấy là cuộc sống của họ. Gần đây thì mình cũng có một người bạn. Bạn ấy kể về cái sự cãi nhau của bạn ấy với người yêu. Thế ra bản thân mình thì thấy rằng là mình, khi mà các bạn cãi nhau ấy, các bạn nên tự xử lý với nhau, nó sẽ hay hơn. Tự nhiên lôi chuyện đi kể với một người khác ấy, nó hơi kỳ, nó không hay đâu. Hôm trước thì nói xấu nhau này nọ lọ trai, xong rồi này kia, bây giờ vẫn quay về yêu nhau. Nhưng mà mình thì mình vẫn nghe, và sau đấy mình nói rằng thế này, mình không có ở trong mối quan hệ của bạn, vậy nên là mình sẽ không hiểu hết được. Nhưng mà đối với câu chuyện này thì mình nghĩ rằng là cách hay nhất đấy chính là hai người cùng ngồi lại với nhau và cùng giải quyết cái vấn đề đấy. Nghĩa là thay vì trước đây mình sẽ phân tích con này thế này, con này thế kia, thằng này thế này, thằng này thế kia, thì bây giờ mình tôi không muốn tham dự vào nữa. Tôi không muốn tham dự vào nữa, tại vì cái câu chuyện này nó xảy ra quá nhiều rồi và tôi không muốn tiếp tục nữa.
Tôi chỉ phân tích thôi, tôi chỉ phân tích những điều gì cần phân tích và rất là trung lập luôn. Đừng có nghĩ là chúng ta khôn hơn người ta. Không khôn hơn đâu. Chúng ta ngu đấy. Trong mắt người ta ấy là mình không phải đang giúp người ta nhìn ra một người không yêu họ đâu. Một khi họ đã mù quáng thì họ chỉ nghĩ rằng chúng ta đang phá hủy cái tình yêu của họ mà thôi. Và chuyện này nó đã xảy ra với mình từ hồi mình còn học đại học cho đến sau này rồi. Và mình vẫn chưa học được cái bài học của riêng mình sao ta? Nhưng mà chắc là người ta cũng tin tưởng mình thì người ta mới tìm đến mình để hỏi ý kiến chứ nhỉ. Nhưng mà họ vẫn không chấp nhận cái sai của họ. Và mình phải chấp nhận cái sai của mình. Mình không bao giờ được khuyên, và các bạn cũng như thế. Ngày hôm nay thì cũng có khá khá điều mà Săn nghĩ rằng nếu như chúng ta thay đổi những cái điều này đấy thì chắc chắn chúng ta sẽ nâng cấp hơn rất nhiều từ trong ra ngoài luôn. Quan tâm đến những điều mà chúng ta cần phải thực sự quan tâm. Các bạn thích điều nào nhất trong những điều mà Săn chia sẻ ngày hôm nay? Hoặc là có những cái câu chuyện nào tương tự các bạn muốn chia sẻ, hãy comment phía dưới Săn biết nha. Nếu như yêu thích video đừng quên nhấn like. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tu alma está perdida, ya dejaste de soñar, cansado.